Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gửi đến quý vị. Mở đầu là bản tin cuối tuần. Tiếp theo là bản tin tổng hợp với Thùy Dương. Kế đến là phóng sự kỷ niệm một năm thành lập Liên đoàn Ngàn Khơi Hướng Đạo Việt Nam, Nashville, Tennessee. Và sau cùng là chương trình Một Lần, Một Chuyện về trường bộ binh Thủ Đức. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin cuối tuần. Thông qua nguồn tin của chính phủ Hoa Kỳ cho biết hôm 4 tháng 6, 2015, những tin tặc của Trung Cộng đã tấn công vào hệ thống computer của chính phủ Hoa Kỳ và sao chép thông tin cùng dữ liệu của hơn 4 triệu nhân viên đang làm việc cũng như là về hưu. CNN gọi đây là vụ tấn công vào ngành computer lớn nhất từ trước cho đến nay, đe dọa thông tin bảo mật của công chức và viên chức chính phủ liên bang. Giới lãnh đạo Office of Personnel Management yêu cầu các nhân viên trong văn phòng, những người có thể là nạn nhân, cần kiểm tra thông tin tài chánh và các cập nhật thông báo về tín dụng, đề phòng khả năng bị đánh cắp. Tờ Washington Post cùng một số hãng truyền thông Mỹ dẫn lời, các viên chức chính phủ cho rằng những tin tặc của Trung Cộng đứng đằng sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo nguồn tin của chính phủ Mỹ cho biết, những tin tặc lần này được phát giác có trụ sở tại Trung Cộng, nhưng vẫn không có thể kết luận là có phải do chính phủ Trung Cộng hỗ trợ hay không. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan An ninh Nội địa DHS dẫn đầu trong cuộc điều tra lần này và cho biết đã có hàng chục triệu hồ sơ có thể bị mất trong các cuộc tấn công Anthem Blue Coast và Premiera trước những cáo buộc nhằm về phía Trung Cộng đứng đằng sau vụ tấn công mạng mới nhất lần này. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Cộng tại Hoa Kỳ đã lên tiếng phủ nhận và phản đối cáo buộc từ chính phủ Hoa Kỳ. Và họ cho rằng những cáo buộc như vậy đã xảy ra thường xuyên và vô trách nhiệm. Tòa Bạch Ốc hiện nay thì chưa có bình luận nào về sự việc này. Hiện thì vẫn chưa rõ những tin tặc có truy cập được vào những thông tin cá nhân của Tổng thống Barack Obama, cũng như các viên chức chính phủ cao cấp hoặc là thông tin của các nhân viên tình báo trong vụ tấn công mạng lần này hay không. Tiếp theo đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp với Thùy Dương. Thùy Dương xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tuần qua gồm có những phần tin đáng chú ý như sau. Việt Nam và Mỹ thỏa luận về việc đòi đất ở biển Hoa Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh rằng hai bên đã thảo luận về việc đề nghị của ông cho việc ngưng vĩnh viễn việc giành lại đất cùng quân sự hóa các đảo và Việt Nam đang xem xét tới ý kiến đó. Cải tổ được tiến hành sau khi phi trường Mỹ thất bại trong cuộc thử nghiệm an ninh. Một viên chức Mỹ cao cấp hứa cải tổ sau khi các cuộc thử nghiệm tìm thấy nhân viên kiểm soát đã để cho chất nổ và vũ khí giả lọt qua những điểm kiểm soát trong 95 các cuộc thử nghiệm. Nguồn tin ABC News cho biết trong số 70 phi trường được thử nghiệm, chỉ có 3 phi trường có thể phát hiện được các vũ khí bị cấm. Ông Obama tuyên bố không có giải pháp quân sự cho chương trình hạt nhân Iran. Tổng thống Barack Obama đã ngỏ lời cho với các công chúng Do Thái qua một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm qua, cho rằng chỉ có thỏa hiệp chứ không phải là hành động quân sự là có thể ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thượng nghị sĩ Graham là ứng cử viên năm 2016 mới nhất. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đại diện cho South Carolina đã mở ra cuộc tranh cử tổng thống gần căn nhà thời thơ ấu của ông và nhất quyết cho rằng ông đủ điều kiện hơn bất cứ ứng cử viên nào khác về vấn đề an ninh quốc gia, kể cả đảng viên Dân Chủ Hillary Clinton. Tin kế tiếp liên quan đến thực phẩm, KFC kiện các công ty Trung Cộng vì tin đồn trên mạng về thực phẩm của KFC. Viên điều hành nhà hàng KFC cho biết hôm qua rằng họ đã nộp đơn kiện 3 công ty ở Trung Cộng mà các chương mục truyền hình, truyền thông, xã hội loan truyền những công bố sai lầm về thực phẩm của KFC, kể cả việc cho rằng gà của KFC có 8 chân. Mỹ đưa vũ khí vào cuộc kình địch Ấn Hoa. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter được kỳ vọng ký các thỏa ước với Ấn Độ để đưa ra các công ty quốc phòng Mỹ tới gần hơn việc trợ giúp cho Hải quân Ấn Độ chế tạo một chiến hàng không mẫu hạm của chính họ và khuyến khích sự hợp tác về động cơ phản lực là một nỗ lực có thể xác định sự kình địch trong thế kỷ 21 giữa Ấn Độ và Trung Cộng. Tối viện Tháp Cao sẽ quyết định về việc chấm dứt phụ cấp cho Obamacare cho 6,4 triệu người.
khoảng 6,4 triệu người có thể mất khoản phụ cấp Obamacare nếu tối quan sát viện phán quyết chống lại luật y tế trong tháng này. Nga yêu cầu Mỹ phối hợp hành động với Syria để dẹp quân IS. Hôm qua, Nga yêu cầu liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang chiến đấu với tổ chức quốc gia Hồi giáo đã phối hợp với những cuộc công kích với chính phủ Syria và khuyến cáo rằng quân thánh chiến có thể đi rất xa nếu không bị chặn đứng. Phe Cộng hòa ở Hạ viện ngăn chặn chính phủ Obama về di trú. Phe Cộng hòa ở Hạ viện hôm qua đã bỏ phiếu để ngăn chặn chính phủ Obama chi tiền cho việc biện hộ chống lại một đơn kiện về chính sách di trú của Tổng thống. Cuộc biểu quyết với tỷ số 222 trên 204 phiếu diễn ra trên một bản tu chính của nhân vật cứng rắn về di trú là dân biểu Steakin, dư luật chi tiêu cho Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp. Ba cách tăng cường mối quan hệ an ninh Việt-Mỹ. Hai nước sẽ thực hiện một số bước để củng cố thêm mối quan hệ song phương. Chúng gồm có, thứ nhất, đưa lực lượng Việt Nam vào cuộc tập trận trung thường niên Mỹ-Phi. Thứ hai là tăng cường bán vũ khí. Và thứ ba là xây dựng sự hợp tác Việt-Mỹ bao quát. Tình trạng việc làm trong tháng 5 2015. Phòng thống kê Bộ Lao động cho biết tổng số việc làm phi nông nghiệp gia tăng khoảng 280.000 trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 5,5%. Trong tháng 5, số người thất nghiệp cũng không thay đổi ở mức 8,7 triệu người. Giới lập pháp Mỹ công kích họ Tập về vi phạm nhân quyền của Trung Cộng. Giới lập pháp Hoa Kỳ đã viết thư cho lãnh tụ Cộng sản Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn, cho rằng việc tiếp tục vi phạm nhân quyền của Trung Quốc là sự cản trở cho sự cải thiện quan hệ song phương. Mỹ có thể đưa phi đạn tới châu Âu để chống Nga. Chính phủ Obama đang cân nhắc một loạt đáp ứng mạnh mẽ đối với việc Nga vi phạm hiệp ước hạt nhân về thế chiến tranh lạnh. Kể cả việc đưa phi đạn có căn cứ trên đất liền đến châu Âu cũng có thể gây ra phá hủy trước vũ khí của Nga. Ông Rick Perry ra tranh cử tổng thống lần thứ nhì. Cựu thống đốc Rick Perry của Texas đã mở ra cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 tại Addison, Texas. Ông chỉ trích các thống sách của tổng thống Barack Obama trong nước và ở hải ngoại, khi cho rằng nền kinh tế trì trệ là không thể nào tránh khỏi và nó chỉ diễn ra như là hậu quả của chính sách kinh tế xấu. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp quý vị trong chương trình phát hình lần tới.